Chào tất cả bà con nhé. Này em đi đặt tấm đan này. Các bác qua xem cho xin một like và đăng ký nhé. Đấy, đặt tấm đan ngày mưa gió đây. Mấy bác thợ xây này khỏe quá, vừa như chút nước mà vẫn làm bình thường. Em bảo nghỉ đi để mai đặt nhưng mà không nghe, nhất quyết là phải đặt xong mới nghỉ. Đấy, các bác nhìn xem, người ướt như chuột lột kìa. Mưa thì mưa to, mưa bé đâu, mưa như chút nước luôn. Đến lạ các sếp này, bảo nghỉ thì không nghỉ cơ, nhất quyết là phải làm. Chán lắm ý. Em bảo nghỉ đi, mai làm thì không nghe. Đấy, để em tháo cái gầu ra nhé, bỏ cái gầu ra cầu cho nhanh. À, các bạn thấy mưa kinh khủng không? Mưa quá to luôn. Hôm nay nó hò quá các bạn. Đây là từ cái tấm đan cũ các bác nha. Tấm đan tận dụng ấy, không phải tấm đan mới đâu. Hò quá các bác thông cảm nhé. Rồi, mưa quá, em kết thúc video đây các bác ạ. Quay chả biết các bác có nhìn thấy không?